Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Mở đầu chương trình tạp chí khoa học quân sự hôm nay sẽ là mục quét sóng. Vũ khí quân sự tổ hợp tên lửa bờ cơ động K-300P Pastompe đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống phòng thủ bờ biển với trang bị tên lửa đối hạm siêu thanh P-800 Yakon, phiên bản xuất khẩu của P-800 Onyx, có tầm bắn trên 300 km, bay ở độ cao 5 đến 15 m so với mặt biển. Với vận tốc siêu thanh 750 m/s, tương đương 2 Mach, với đa chế độ dẫn bắn, việc phát hiện gây nhiễu hoặc đánh chặn đạn tên lửa này khi đã khai hỏa là điều cực kỳ khó khăn đối với chiến hạm của đối phương. Bên cạnh cấu hình tổ hợp, vũ khí quân sự K-300P Pastompe còn được trang bị các thiết bị hỗ trợ ngắm bắn như hệ thống radar ngắm bắn bờ biển tự hành Monolith B hay hệ thống ngắm bắn đường không 1K-130E gồm radar OCO, băng sóng DM gắn trên máy bay trực thăng KA-31. K-300P là một hệ thống bao gồm 4 xe phóng K-340P, mỗi xe mang 2 ống phóng TPS chứa đạn tên lửa, 1 cho đến 2 xe điều khiển K-380P MBU trọng tải 25 tấn trên khung xe MZKT-65273, có thể chuẩn bị chiến đấu chỉ trong vòng 3 đến 4 phút, 4 xe chở đạn K-342P TZM trên khung xe MZKT-7930, được trang bị cần cẩu có trọng tải 5,9 tấn dùng để tiếp đạn cho xe K-340P. Các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện chiến đấu. K-300P được trang bị tên lửa siêu thanh chống hạm P-800 Onyx. Khi nhận lệnh phóng, đạn tên lửa K-300 kích hoạt buồng đốt thúc phóng rắn để thoát khỏi ống phóng trước khi mở hệ thống cánh ổn định hướng và điều hướng. Đồng thời, các van điều hướng luồng phụt tại phần đáy đạn và hệ thống tạo luồng phụt tại chóp mũi đạn giúp đạn tên lửa tự ổn định và xoay theo hướng phóng dự kiến. Khi đạn tên lửa đã nằm đúng hướng phóng, phần chóp mũi che cửa thu khí động cơ phản lực tĩnh của đạn sẽ bị loại bỏ và đạn tiếp tục sử dụng buồng đốt thúc phóng rắn để hành trình cho tới ngưỡng tốc độ đủ để vận hành động cơ phản lực tĩnh. Khi tới ngưỡng tốc độ này, phần buồng đốt thúc phóng rắn bố trí trong lòng buồng đốt phản lực tĩnh và hệ thống van điều hướng luồng phụt phía đáy đạn sẽ bị loại bỏ để nhường chỗ cho buồng đốt phản lực tĩnh T6 dùng nhiên liệu kerosene vận hành. Tại thời điểm này, đạn tên lửa có chiều dài 8,1 m, sải cánh ổn hướng là 1,25 m, sải cánh điều hướng là 0,96 m và trọng lượng đầu nổ 200 kg. Tên lửa Pastompe có hai loại hành trình bay cơ bản. Loại thứ nhất là hành trình bay tầm thấp có tầm bắn xa khoảng 120 km. Loại thứ hai là hành trình bay cao thấp hỗn hợp có tầm bắn xa khoảng 300 km. Khi sử dụng hành trình bay cao thấp hỗn hợp, Pastompe có thể đạt được độ cao 14 km, nhưng đến giai đoạn tấn công mục tiêu thì nó có thể hạ xuống độ cao 9 đến 15 m. Tốc độ của Pastompe ở tầm cao là 780 m/s, còn ở tầm thấp là 680 m/s. Loại tên lửa này được dẫn đường bởi hệ thống dẫn đường quán tính. Sau khi nhận được phần tử bắn từ hệ thống trinh sát, điều khiển của tổ hợp, tên lửa sẽ tự động tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi 50 km và góc lệch cộng trừ 40 độ. K-300P có khả năng tiêu diệt mục tiêu cách xa 300 km, tiêu diệt chỉ bởi một lần khai hỏa các chiến hạm, các tàu tên lửa, tàu tuần tra và cả tàu sân bay cũng như các tàu cao tốc có tốc độ cao. Điểm đặc biệt khác của loại vũ khí quân sự này nằm ở chiến thuật của tổ hợp. Để tăng xác suất tiêu diệt, K-300P Pastompe sử dụng chiến thuật bầy sói. Một mục tiêu sẽ sử dụng 3 quả tên lửa đi theo 3 quỹ đạo khác nhau nhằm tránh hỏa lực của đối phương. Một quả phóng lên cao cùng các vị trí mục tiêu cho 2 quả bay thấp hơn. Sau khi tiêu diệt mục tiêu chủ yếu, các tên lửa còn lại hướng đến các tàu khác và loại trừ khả năng 2 tên lửa tấn công cùng một mục tiêu.
tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng MSAS 9316 mang tên Ichkyu, số hiệu 927, là con tàu được hoàn thành trong 17 tháng với sự huy động tối đa mọi nguồn lực, làm tăng ca của nhà máy đóng tàu Z189. Tàu có chiều dài gần 100m, rộng 16m và cao 32m. Lượng nước giãn tới 3.950 tấn. Được trang bị sàn đỗ máy bay trực thăng, hệ thống động lực, năng lượng điện, khí tải hàng hải, các thiết bị y tế, cứu sinh, cứu hộ, định vị, tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm hiện đại, nhập khẩu từ các nước phát triển. Đặc biệt, tàu có thể hoạt động liên tục trên biển trong thời gian một tháng, chịu được sóng cấp 9, gió giật cấp 12. Tàu khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tàu ngầm, các tàu mặt nước, khảo sát, thăm dò, nghiên cứu đáy biển và tìm kiếm hỗ trợ trục vớt các vật thể dưới nước và thực thi các nhiệm vụ khác được giao. Vì đây là cái tàu cứu hộ tàu ngầm hiện đại được đóng mới và được trang bị lần đầu tiên cho Hải quân Việt Nam. Do đó, trên tàu nó có rất nhiều các trang thiết bị hiện đại mà nhóm kỹ sư cũng như cả nhóm kỹ sư mới tiếp cận lần đầu. Nên là đây cũng là một cái thử thách. Đối với cái tàu Ichkyu này, cái tàu nó kết hợp tích hợp nhiều tính năng, ngoài cái chức năng là cứu hộ tàu ngầm ra còn các tính năng cứu hộ cứu nạn, rồi tích hợp đo đạc biển nữa. Tức là các cái bờ của tàu chia đất hàng chục block. Các block nó đều có nghĩa là thủ riêng của nó, rất nhiều chủng loại vật tư tôn nhiên liệu khác nhau. Đấy, được sự quyết tâm của ban giám đốc nhà máy cũng như huy động toàn bộ các kỹ sư đầu ngành và các công nhân kỹ thuật ngành nghề để làm những cái tàu này, để làm chủ cái tàu này thì đòi hỏi là phải bóc tách nhiều chi tiết, hàn trên các gia công trên các cái bệ gá lắp rất đặc biệt, rồi gia công chi tiết xong đó là phải các cái công đoạn như là xử lý biến dạng. Đấy, thì vì yêu cầu cái tàu này đòi hỏi là yêu cầu đóng và yêu cầu là được dưới sự giám sát chặt chẽ của đăng kiểm loi và của giám sát của bên thứ ba là tàu Nam Men, rồi bên chủ tàu. Sau đó chúng tôi đã kết hợp nhiều cái công đoạn trong quá trình từ trước tới giờ để đưa vào làm thi công cái tàu này, đảm bảo làm sao đảm bảo chất lượng. Để bắt tay vào sản xuất con tàu, công việc đầu tiên chính là từ phòng kỹ thuật công nghệ của nhà máy. Các kỹ sư tại đây sẽ có trách nhiệm thiết kế hoặc tiếp thu lĩnh hội các bản thiết kế tàu. Hiện tại, tất cả các công đoạn đóng lắp vỏ các loại tàu đều được thực hiện trên máy tính và máy cắt tự động với sự hỗ trợ của phần mềm chuyên dụng bảo đảm chính xác 100%. Như với phần mềm 3D này sẽ hỗ trợ tối đa trong quá trình sản xuất các khâu của đóng tàu quân sự. Sau đó, bản vẽ sẽ được cụ thể hóa ở các công đoạn tiếp theo là tại các phân xưởng. Công nghệ nổi trội nhất trong quá trình thi công của con tàu này là đóng tổng đoạn, đóng module, đóng các module tổng đoạn. Thì trong quá trình thi công các module tổng đoạn ấy, thì toàn bộ các cái máy móc trang thiết bị cũng như các cái phần sơn, phần ống, phần điện cũng đã được hoàn thiện và khi đấu nối vào tàu khi đã được hoàn thiện và khi đấu nối sẽ rút ngắn được cái thời gian hoàn thiện tàu sau này. Cũng phải nhấn mạnh thêm rằng, trước khi được lựa chọn là đơn vị thi công công trình Ichkyu, nhà máy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đóng mới nhiều loại tàu quân sự hiện đại có yêu cầu kỹ thuật cao, phức tạp, trang bị vũ khí, khí tải hiện đại, hoạt động dài ngày trên biển và lần đầu tiên được đóng mới tại Việt Nam như tàu chở quân K-122, tàu quân y K-123. Được mệnh danh là bệnh viện trên biển, tàu cảnh sát biển đa năng 8001 và 8004 được đánh giá là những con tàu hiện đại và lớn nhất Đông Nam Á, được trang bị nhiều thiết bị hàng hải chưa từng có trên các tàu Việt Nam. Ngoài ra, nhà máy đã đóng mới tàu xuồng cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đồng thời, nhà máy đã thực hiện sửa chữa hàng chục lượt tàu quân sự cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bên cạnh việc đóng mới, sửa chữa các loại tàu quân sự, nhà máy luôn chủ động, nhạy bén trong tìm kiếm, mở rộng đối tượng khách hàng. Cùng với chủ đầu tư, các viện nghiên cứu, công ty tư vấn, thiết kế, nghiên cứu phát triển đa dạng các sản phẩm kinh tế. Trong những năm qua, Z189 luôn là đơn vị có số lượng hợp đồng lớn, ổn định nhất
trong số các doanh nghiệp đóng tàu thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nói riêng và ngành đóng tàu trong nước nói chung. Nhà máy đã thi công đóng mới nhiều sản phẩm kinh tế. Đặc biệt, nhà máy đã phát huy thế mạnh về năng lực công nghệ, đẩy mạnh hợp tác, đóng mới được hàng chục loại tàu có giá trị kinh tế cao, xuất khẩu sang thị trường châu Âu, châu Úc, châu Mỹ. Trong đó, có những tàu chuyên dụng hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế như tàu cứu hộ tàu ngầm Besan, Stoker và tàu huấn luyện hàng không MV Sycamore. Đây đều là những lớp tàu hiện đại có thiết kế phức tạp với hàm lượng kỹ thuật cao. Trong đó, các tàu Besan chiều dài cơ sở 83m và Stoker chiều dài cơ sở 93m có lượng giãn nước từ 3.200 đến 3.600 tấn là các tàu cứu hộ tàu ngầm hiện đại đóng cho Hải quân Australia. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để nhà máy vừa sản xuất, vừa học hỏi và phát triển tay nghề cho cán bộ công nhân viên trong nhà máy. Đặc biệt là áp dụng hiệu quả cho thi công tàu Yết Kiêu, một con tàu đa năng được thiết kế hiện đại nhất trong những con tàu mà nhà máy từng thi công. Nhà máy chúng tôi đưa ra các cái máy móc công nghệ của nhà máy, ví dụ là máy ép thủy lực 400 tấn, rồi máy cắt CNC thế hệ mới nhất, rồi làm các máy hàn là mua ở thế hệ mới nhất bây giờ. Rồi nhà xưởng đầu tư một số cái cẩu trục, như cẩu trục ở ngoài nhà xưởng cẩu lật để cẩu lật cái block này cẩu trục là 100 tấn, rồi các cẩu xưởng trong nhà trong đóng của block trong nhà là khoảng 60 tấn. Đấy. Rồi ngoài ra còn các cái máy móc như xe lưng, xe cẩu cũng đều là thiết bị mới chuyên dùng. Những cái tàu này nó chia thành các nhiều cái vật liệu đặc biệt để làm cho các kết cấu ở các khu vực khác nhau. Ví dụ là kết cấu trong vực bong để chứa các thiết bị của tìm kiếm cứu nạn là những vật liệu ví dụ tôn thép AH-36 hoặc những cái vật liệu mà những cái tàu này có thể đi được các cái vùng mà biển lạnh dưới 0 độ C thì là đối với cái thép là yêu cầu phải cấp thép là cấp D, cấp E. Hiện nay, toàn bộ tổng đoạn đóng lắp đến hoàn thiện, sơn vỏ tàu đều được thực hiện trên các hệ thống giá bệ trong nhà xưởng, có mái che theo một quy trình khép kín. Các thiết bị máy móc hiện đại của nhà máy được chuẩn hóa quy trình theo tiêu chuẩn như máy cắt, máy tiện CNC, máy ép thủy lực, máy lốc tôn ba trục, máy hàn tự động, máy uốn ống, máy cắt dây, máy gia công cơ khí các loại, máy kiểm tra khuyết tật mối hàn, máy đo tốc độ, máy đo chiều dày tôn, triền dọc, triền ngang, sàn nâng. Công đoạn đầu tiên trong đóng tàu mà chúng tôi được tham quan là phân xưởng vỏ tàu. Đây được coi là khu vực tạo dựng nền móng cho con tàu. Con tàu có vững chãi, chắc chắn và bền bỉ hay không là phụ thuộc vào công đoạn này. Ở công đoạn đưa các nguyên liệu thô vào cắt CNC, được gọi là công đoạn hạ liệu, sắp xếp các chi tiết gia công. Khâu này phải đảm bảo tính chính xác, đúng tiến độ. Vì nó là bước tiền đề để các giai đoạn sau được tiếp diễn nhịp nhàng, trôi chảy. Nhà máy hiện tại có rất nhiều máy CNC như máy phay CNC, cắt dây CNC, máy cắt bằng mỏ cắt nhiệt CNC. Máy cắt bằng mỏ cắt nhiệt CNC được sử dụng rộng rãi nhất, bao gồm hai loại mỏ cắt oxy và mỏ cắt plasma. Máy cắt plasma CNC được sử dụng nhiều nhất vì máy cắt được chiều dày tôn lớn, lát cắt chính xác, công nghệ cắt tân tiến, có nhiều tính năng, cắt vắt mép, cắt lỗ, lấy dấu. Vì thế, tốc độ cắt nhanh và tiết kiệm được thời gian, vật tư tiêu hao. Hiện tại, nhà máy có 4 dàn cắt như thế này để phục vụ thi công các loại tàu khác nhau. Quá trình cắt này sẽ diễn ra trong suốt quá trình đóng vỏ tàu, từ block đầu tiên đến block cuối cùng. Vừa cắt, vừa lắp ghép vào từng block. Như tàu Yết Kiêu sẽ có hơn 50 block. Việc thi công theo block sẽ giúp đẩy nhanh quá trình thi công, đồng thời vẫn đảm bảo được chất lượng cho tổng thể con tàu. Đối với cái công đoạn vỏ tàu Yết Kiêu này, chúng tôi đã làm trong vòng có 12 tháng thôi. Nhưng phần vỏ chỉ có 9 tháng, nhưng mà theo đấu lối lại, tổng thể lại có 12 tháng là hoàn thành phần vỏ để hạ thủy con tàu. Quá trình hạ liệu sẽ bắt đầu từ việc bộ phận CNC sẽ nhận được các file cắt từ phòng kỹ thuật công nghệ, gọi là thảo đồ cắt. Các thảo đồ cắt hoàn toàn được thực hiện bằng các phần mềm chuyên dụng để đảm bảo tiết kiệm tối đa lượng dư gia công. Thảo đồ này sẽ được nhập vào hệ thống điều khiển máy CNC để thiết lập một quy trình cắt phù hợp, đảm bảo thời gian cắt ngắn nhất, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của sản phẩm.
Sau khi chuẩn bị xong các điều kiện, phần mềm, máy móc, trang thiết bị, vật tư, nhân lực sẽ tiến hành cắt. Việc này được lập trình để quá trình cắt diễn ra hoàn toàn tự động. Với công nghệ cắt này sẽ giúp cho việc thi công nhanh, chính xác, chất lượng cao, ít phụ thuộc tay nghề người thợ, tốn ít nhân công. Đối với block này, block mà cho khu vực buồng máy của cái tàu ít kêu, thì những block này là block còn là trung tâm của cả con tàu. Block nó chứa được các thiết bị máy chính, máy phát và các thiết bị khác cho con tàu. Do vậy nên là rất nhiều các chi tiết và kèm theo, ví dụ là ngoài cái phần thiết kế của phần vỏ bao quanh con tàu, bao quanh cái block này, trong đó bên trong ấy là các cái vật tư kim loại dày để cho các bệ máy, máy chính, máy phát và các thiết bị khác. Đặc biệt là các thiết bị ví dụ mà tìm kiếm cứu nạn là cũng đều phải có trong tích hợp ở cả trong block này. Sau khi cắt CNC, các chi tiết được đưa ra khu vực tập kết để gia công. Công đoạn này sẽ sử dụng các công nghệ hàn tự động và bán tự động, chủ yếu theo hai phương pháp. Hàn mix là hàn hồ quang bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí trơ. Và các loại khí trơ có giá thành cao nên không được ứng dụng rộng rãi, chỉ dùng để hàn kim loại màu và thép hợp kim. Hàn mát là hàn hồ quang bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí hoạt tính, CO2, CO2 cộng O2. Các ưu điểm của các phương pháp này là năng suất cao, giá thành thấp, năng lượng hàn thấp, ít biến dạng nhiệt. Hàn được hầu hết các kim loại, mối hàn dài có thể được thực hiện mà không bị ngắt quãng. Chúng ta đang theo dõi công đoạn hàn tự động. Công nghệ này áp dụng cho hàn nối tấm phẳng. Các tấm sau khi được cắt bằng máy cắt CNC sẽ được đưa về vị trí sàn thi công nối tấm, được vát mép theo tiêu chuẩn của quy trình hàn, tùy vào từng chiều dây tấm mà có những phương pháp vát mép khác nhau. Công việc có vẻ đơn giản, nhưng để được như vậy, đội ngũ kỹ thuật và công nhân phải có quá trình làm chủ công nghệ để có thể đáp ứng chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm. Còn với công nghệ hàn bán tự động, được thực hiện bởi người hàn trực tiếp điều khiển kìm hàn bằng tay. Phương pháp này áp dụng cho các vị trí khó hơn như hàn ngang, hàn neo, hàn trần. Để đáp ứng, nhà máy đã tổ chức mở các lớp tập huấn nâng cao tay nghề cho người thợ có thể sử dụng, điều khiển máy móc, trang thiết bị, đồng thời tổ chức thi chứng chỉ thợ hàn theo quy định. Những tấm tôn như thế này sau khi được hàn nối sẽ thành miếng hoàn chỉnh để mang đi lắp ghép vào từng block. Các bác thợ hàn lúc này được ví như những người thợ may chăm chỉ, cẩn thận trong từng đường hàn đẹp mắt và kín khít. Trong không khí lao động khẩn trương và nhộn nhịp của tiếng máy cắt máy hàn, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp cảnh các công nhân ra xem bản thiết kế, cùng nhau trao đổi lại để làm sao công việc của mỗi người đảm nhiệm luôn đúng và nhịp nhàng với các công đoạn kế tiếp. Tại phân xưởng gia công cơ khí, tại đây các công nhân đảm bảo công đoạn gia công đồng bộ hệ trục, hệ lái, các chi tiết về cơ khí cho tàu như băng máy, trục chân vịt, máy tàu, bánh lái trục lái. Đồng chí công nhân này đang thực hiện nhiệm vụ cắt hơi cho các xương gá làm đồ gá lắp ráp của tàu. Công đoạn này chỉ làm cho những chi tiết nhỏ. Còn đây là công đoạn tiện trục chân vịt cho tàu. Với chiếc máy này, có thể đảm bảo tiện trục đường kính lên đến 1 mét và dài 9 mét. Ở công đoạn này, đồng chí Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Hà Trung Kiên, Tổ trưởng Tổ máy công cụ, phân xưởng gia công cơ khí, có sáng kiến cải tiến giá đỡ để tiện trục chân vịt có đường kính và chiều dài lớn. Giá đỡ giữ được độ đồng tâm của trục đồng bộ theo yêu cầu của thiết kế. Nếu không có sáng kiến này, máy sẽ không tiện được những chi tiết đường kính lớn như trục chân vịt. Theo như nguyên bản của máy thì nó chỉ có một cái giá đỡ thôi. Một cái giá đỡ của máy nếu mà chúng ta đặt mua cái giá đỡ đấy thì rất là lâu. Nên là chúng tôi sẽ tận dụng những cái vật tư có sẵn của nhà máy, thiết kế những cái giá đỡ để thực hiện được cái nhiệm vụ gia công được các cái trục
chân vịt cho tàu. Các cái giá đỡ chúng tôi có thể thiết kế theo nhiều cái dạng sản phẩm khác nhau. Sản phẩm gia công trục, gia công các cái sản phẩm lớn, đường kính lớn. Thì là có những cái giá đỡ nhưng mà chúng tôi thiết kế rất là lớn, lớn hơn cả với cái giá đỡ thiết kế của máy. Những cái chi tiết nhỏ thì chúng tôi tận dụng những cái vật tư có sẵn của công ty, tôi thiết kế ra những cái giá đỡ phù hợp với nhiệm vụ. Từ khi có cái giá đỡ này thì sản phẩm của mình sẽ, thứ nhất là sẽ đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật hơn, và thứ hai là khi mình gia công thì nó sẽ cứng vững, vật sẽ cứng vững và chúng ta sẽ ăn được dày và nhanh hơn, hiệu quả công năng suất nó cao hơn. Đấy, vì trước không có cái giá đỡ này thì mình làm để là một cái tiện một cái cổ để đỡ thì mất độ khoảng 3 ngày. Thế giờ từ ngày có cái giá đỡ này thì trong vòng buổi sáng mình đã làm xong cái phần giá đỡ rồi. Bên cạnh việc đầu tư công nghệ, dây chuyền, để nhà máy nâng cao năng lực đóng mới các tàu phục vụ nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng, tập thể cán bộ, công nhân viên nhà máy Z189 còn ứng dụng hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã giúp người lao động tiết kiệm được thời gian, công sức, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Và sáng kiến trên chỉ là một ví dụ nhỏ nhưng rất hiệu quả và mang tính thực tiễn ứng dụng cao. Để có được những thành công trong ngành đóng tàu, từng bước phát triển và đứng vững trong nền kinh tế thị trường, nhà máy xác định phải khai thác, tận dụng tối đa những điều kiện hiện có, lựa chọn hướng phát triển mang tính đột phá, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, nâng cấp thiết bị máy móc, đổi mới công nghệ, từng bước nâng cao năng lực đóng mới và sửa chữa các loại tàu thuyền hiện đại có hàm lượng kỹ thuật công nghệ cao. Đặc tính con tàu này là kết tích hợp rất nhiều thiết bị chủng ngoại mà từ trước tới giờ đối với công ty 59 chưa hề đóng bao giờ. Đấy. Chẳng hạn như là thiết bị tìm kiếm cứu nạn, thiết bị dò tàu ngầm, rồi các cái thiết bị như là điện thoại dưới nước, thế là đều những thiết bị mà mới lạ đối với công ty 59. Nhưng mặc dù thế, công ty 59 đã kết hợp với các nhà cung cấp thiết bị, rồi là bên hải quân, rồi bên các đa men tìm hiểu, rồi đưa ra các giải pháp công nghệ thích hợp nhất để thi công đảm bảo đúng tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật. Sang giai đoạn hoàn thiện tàu, giai đoạn này sẽ lắp ráp kết nối các thiết bị, kéo dây điện và đấu nối các bảng tủ điện với nhau, căn chỉnh các hệ thống động lực cho máy chính, máy phát, kết nối các hệ thống giữa thiết bị với buồng điều khiển trung tâm. Cuối cùng, toàn bộ con tàu sẽ được đóng vách lắp trần và các thiết bị sinh hoạt cùng các thiết bị nội thất. Làm sao để con tàu như một ngôi nhà lớn giữa chồng khơi, đảm bảo từ tối thiểu đến tối đa các tiện nghi hữu ích nhất cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đa năng trên con tàu. Tại các khoang tàu, không khí rất khẩn trương. Ở khoang máy chính, nơi được ví như trái tim con tàu, tại đây được lắp các thiết bị máy chính và máy phát điện hiện đại đạt tiêu chuẩn nước ngoài. Là con tàu đa năng, nó có thể đi vào những vùng nước lạnh thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Để đạt được tiêu chí như vậy, các trang thiết bị và công nghệ sản xuất tàu cũng phải đáp ứng nhiệm vụ trên. Còn lấy cấp A60 này, đấy, toàn bộ thế nó làm bảo tiêu chuẩn quốc tế, nên là khi nhìn lên người ta biết được cái tường cái này là cấp cái nhiệt, cái âm bao nhiêu, mức độ bao nhiêu. Tàu này tất cả các cái khoang được thiết kế chống ồn và chống nóng, tức là bằng cái vật liệu cách nhiệt và cách âm, như cách nhiệt A60, A30, cách âm thì cũng cấp như thế để làm bảo mà khi hoạt động trên tàu trên biển, các cái tiếng động ồn của buồng máy thì không ảnh hưởng đến các cái phòng chức năng khác trong khi làm nhiệm vụ. Con tàu này đúng là nói là con tàu hiện đại nhất từ trước bây giờ đối với công ty 159 thực hiện. Có tích hợp rất nhiều thiết bị của về tìm kiếm cứu nạn cũng như là kỹ thuật tàu ngầm, cũng như đo đạc biển. Do đó là các cái thiết bị của nó là được kết nối rất với nhau, rất là qua rất nhiều cái công đoạn, các nhiều các cái buồng điều khiển mà các cái buồng chức năng khác. Do vậy là hệ thống điều khiển cũng như hệ thống điện, hệ thống máy chính cũng như hệ thống máy phát điện thì các cái nguồn điện khác cho các thiết bị khác, cho nên là rất là phức tạp. Như cái phòng này là phòng điều khiển trung tâm của con tàu.
Thế là tất cả các thiết bị dây điện, rồi là các tủ điện, bảng điện, hay là kết nối tất cả các cái đầu của trên con tàu đều kết nối vào đây. Do đó là tập như phải vào ngày đây là hệ thống dây điện là hình như là hàng bao nhiêu nghìn mét đầu nối dây điện đều kết nối vào đây, rồi từ đây có thể tỏa ra các thiết bị khác trên tàu. Nhưng mà đây cũng phải nói là cái buồng điều khiển trung tâm cũng như là trái tim của con tàu. Mục đích của con tàu này có thể không những hoạt động ở trong nước Việt Nam mà có thể đi hoạt động quốc tế của nước ngoài, đi đặc biệt cũng có thể đi vào các vùng nước lạnh như Siberia của Nga. Do vậy trên tàu này được lắp một số thiết bị cũng như một số cái vật liệu đặc trưng và đặc biệt. Chúng tôi kết hợp chặt chẽ với chuyên gia của Damen để hoàn thiện các cái hệ thống trang thiết bị trên tàu. Giai đoạn này thì tàu đang tiến hành thử các hệ thống. Theo kế hoạch thì đến trong cuối tháng 4 tàu sẽ đủ điều kiện chạy thử, và đến tháng 5 là bắt đầu chương trình huấn luyện và tháng 8 sẽ bàn giao. Với những thuận lợi về vị trí, cơ sở hạ tầng, nguồn lực, đặc biệt là những kinh nghiệm về công nghệ đóng tàu đã tích lũy được trong nhiều năm, cộng với việc không ngừng đầu tư mở rộng sản xuất, nhà máy Z189 phấn đấu xây dựng, phát triển thành trung tâm đóng tàu quân sự tiên tiến, hiện đại, ngang tầm khu vực của quân đội và quốc gia. Trong đó, ưu tiên và tập trung nguồn lực đủ khả năng đóng những gam tàu quân sự lớn đến 4.000 tấn, có hàm lượng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, tham gia đảm bảo kỹ thuật cho quân chủng hải quân, cảnh sát biển và các lực lượng trên biển đảo. Cùng với đó, nhà máy sẽ tiếp tục nghiên cứu, thiết kế, đóng mới những gam tàu kinh tế phục vụ trong nước và xuất khẩu, đi sâu nghiên cứu chế tạo, sản xuất sản phẩm cơ khí công nghệ cao, phục vụ quân sự, tham gia xuất nhập khẩu, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ hai chiều trong lĩnh vực đóng tàu, góp phần vào sự phát triển ngành công nghiệp quốc phòng và tham gia phát triển kinh tế đất nước. Việc chế tạo thành công con tàu Ít Kiêu là một thành tựu lớn của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đảm bảo hậu cần, cũng như duy trì năng lực tác chiến cho hạm đội tàu ngầm Kilo 646. Ngoài ý nghĩa trang bị hiện đại hóa quân đội, việc đóng mới tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng của quân chủng Hải quân còn góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Được biết, tàu cứu hộ này được đề nghị sẽ tham gia đội hình duyệt binh tàu ngầm Hải quân nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa vào tháng 5 năm 2020. Chương trình Tạp chí Khoa quân sự tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.